Chào mừng các bạn đến với đời sống muôn màu channel của bà Tám Kali. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và xem video của Tám. Ngày hôm nay Tám sẽ trình bày một nhạc phẩm sáng tác của Hoài Linh. Bài hát mang tựa đề là Hai đứa giận nhau. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé. Cảm ơn các
bạn đã lắng nghe 8 tháng. Mến chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người thương. Xin chào tạm biệt. Bye bye.